Xin chào các bạn à, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay là ngày 27 Tết các bạn ạ. À. Ngày 27 Tết của năm 2019 bước sang năm 20 và chuẩn bị vào năm Canh Tý rồi. Mình cứ nghĩ là qua Tết thì mình mới được nhận bằng. Nhưng mà hôm nay mình đã được nhận bằng rồi các bạn. Mình muốn review các bạn là cái bằng này của mình. Với cái bằng này thì để review các bạn thì mình sẽ chia sẻ nó gồm có những cái gì. Khi mà mình thi đỗ đấy thì nó sẽ có cái tờ giấy điểm lý thuyết, điểm thực hành ở đường và cũng như điểm hành trong sa hình, thì ba cái tờ giấy đó đã bị sở giữ rồi. Họ chỉ giả lại cho cái mình cái bằng này, họ giữ lại cái tờ thi mình, họ giả lại cho mình cái bằng này. Thì ở đây chỉ còn giấy khám sức khỏe và kết quả thi, kết quả thi. Vì mình bị thi trượt nên mình có hai tờ kết quả quả thi đấy. Ở đây có một tờ đơn đấy, chứng minh photo này, giấy phép lái xe photo đấy. Đây là đâu giả lại và cái bảng nó ở đây. Thì thật ra thì người ta giữ những cái điểm của mình thì cái này nó không có gì đáng để review cả, nó chỉ có cái hình chữ ký và điểm thôi. Thì trong cái video này như lần trước là mình sẽ hứa là mình sẽ chia sẻ với bạn cái cách để học lý thuyết làm sao để thi đỗ nhá. Rồi, tấm bằng đây rồi các bạn, tấm bằng đây rồi. Thì thật ra thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là lý thuyết lái xe thì gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là các bạn học lý thuyết ấy, nó sẽ là phần kiến thức. Kiến thức thì nó có cái ý thức của con người là một, và những cái hiểu biết về luật pháp là hai. Thì cái phần kiến thức là cái phần sẽ chiếm 50% số điểm của bài thi lý thuyết, tức là 15 câu, có 30 câu thì sẽ là 15 câu nói về phần lý thuyết. Thì 15 câu còn lại sẽ 7 đến 8 câu là phần biển báo. Các bạn phải đọc được biển báo có ý nghĩa gì. Thứ hai là các bạn 7-8 câu còn lại các bạn sẽ phải giải sa hình. Giải sa hình là những tình huống thực tế các bạn gặp ở trên đường đấy, nó xảy ra tình huống đó. Ví dụ như đông xe ở trên đường thì xe nào đi trước, xe nào đi sau, gặp cái biển này thì phải xử lý như thế nào, hình thức như thế nào, đối với khi nào các bạn phải nhường đường, khi nào các bạn phải chú ý, thì đấy gọi là sa hình. Thì khi mà các bạn học ấy thì năm tới này sẽ là 600 câu hỏi. Thì 600 câu hỏi nó cũng tương đương, nó cái nội dung kiến thức nó không thay đổi, nó chỉ thay đổi cái hình thức hỏi thôi. Lý thuyết nó không thay đổi nhưng mà cái hình thức hỏi nó sẽ thay đổi. Thì các bạn cứ học cho mình về cái phần lý thuyết này. Các bạn học trước nhất là các bạn học biển báo, học kỹ các phần biển báo và đừng bao giờ nhầm biển báo, đừng bao giờ nhầm biển báo nhé. Học kỹ phần biển báo thì các bạn sẽ làm đúng được 7-8 câu rồi. Học kỹ phần một đầu tiên, các bạn phải cố gắng học biển báo trước. Sau đó thì khi bạn hiểu biển báo rồi, các bạn học cho mình sa hình. Sa hình ấy thì cũng giống như biển báo, là những thứ nó không, gần như không thay đổi trong cái đề thi sắp tới. Cũng có thay đổi một chút thôi nhưng mà nó thay đổi cách cách hỏi thôi, còn cái cách giải sa hình thì giống hệt như nhau. Còn phần biển báo thì gần như là không thay đổi, vì biển báo nó là cái quy chuẩn quốc tế rồi các bạn ạ. Nó quy chuẩn quốc tế rồi thì khi các bạn thi lý thuyết ấy, các bạn cứ học phần biển báo trước, và biển báo nó là chung cho cả thế giới nên nó không thay đổi nhiều lắm đâu. Nó gần như là nguyên si cái phần 450 câu hỏi đấy, gần như là không thay đổi nhiều. Thì các bạn cố gắng học kỹ phần biển báo trước ở thời điểm hiện tại, và sau đó thì các bạn học sa hình. Khi các bạn hiểu được biển báo, hiểu sa hình rồi thì các bạn học lý thuyết nó dễ lắm. Học cái lý thuyết thực tế nó dễ, xe thì nó có những cái gì thì các bạn đã đi ra đường hoặc là đã thực tế rồi thì các bạn rất dễ có thể làm được nhá. Thì cái đấy các bạn học theo hình thức mà nó chỉ dẫn các bạn. Thì phần biển báo, phần sa hình và phần lý thuyết đấy, tất cả những cái kiến thức các bạn không nên học trong sách, các bạn không nên học trong sách hay là tài liệu các bạn mua về, các bạn nên học bằng YouTube nhá. Các bạn nên YouTube xem những người ta đã dạy, những người thầy người ta đã chia sẻ cái giáo án của họ, chia sẻ cái bài giảng của họ bằng những cái video, thì nó là rất là dễ hiểu, nó rất dễ để cho các bạn có thể nắm bắt được cái kiến thức rất là nhanh chóng. Thì mình khuyên các bạn là cố gắng nhanh chóng lập tức là học bằng YouTube. Tốt nhất là không nên mua sách, không nên mua tài liệu. Các bạn nên YouTube học, học trên YouTube các bạn cảm thấy khó khó chép ghi nhớ, các bạn ghi chép lại và xem đi xem lại những cái video ấy nhiều lần đấy. Và sau đó các bạn tải phần mềm về điện thoại và bắt đầu làm, đúng không? Thì cái phần mềm 600 câu hỏi bây giờ nó chưa có đâu, nhưng mà sắp tới thì sẽ có, thì các bạn sẽ luyện tập được. Nhưng mà các bạn cố gắng này, học biển báo, học sa hình, xong học lý thuyết nhá, thì nó sẽ rất dễ cho các bạn học. Thì đấy là cái mẹo mà mình
giúp các bạn. Và chắc chắn là cái gì nó cũng có cái dễ và cái khó, có cái mẹo và cái không mẹo, thì các bạn cứ học đi rồi lên YouTube rồi các thầy rồi các người trên đấy họ sẽ tiếp tục, họ sẽ dạy, họ sẽ chỉ cách cho chúng ta học thôi nhé. Thì rất là dễ, nó không có gì khó cả. Thì mình sẽ review các bạn cái bằng này một chút, đó là cái bằng xe máy này và cái bằng xe ô tô này, hai con số sẽ giống nhau, tức là cái thông số của nhà nước cấp ấy. Thì ở đây là có một cái bằng xe máy này, số seri của cái hai cái số này nó giống nhau y hệt đấy, cái license nó giống nhau y hệt, nhưng mà chỉ có cái là cái bằng A1 bằng xe máy là không thời hạn vĩnh viễn thôi, nhưng mà cái bằng C thì nó có cái giá trị thời hạn là 5 năm đấy, của mình là đến ngày 13 tháng 1 năm 2025 đấy. Thì cái người giám đốc sở ngày xưa là Nguyễn Quang Dũng, bây giờ là Nguyễn Quang Hiếu đấy, đã thay đổi về người lãnh đạo đấy. Cái bằng C thì nó ghi là ô tô tải máy kéo rơ móc có trọng tải từ 3.500 kg trở lên, tức là 3,5 tấn trở lên, và xe hạng B1 và B2 đều có thể lái được đấy, và ghi rõ là và xe B1 B2 và xe hạng B1 B2, tức là xe của B1 B2 thì bằng lái xe dùng được hết, đều cái bằng lái xe đều có hiệu lực đấy. Thì nó chỉ khác như vậy so với cái bằng xe máy thôi, và cái bằng mới thì nó mới và nó đẹp hơn rất là nhiều so với cái bằng xe máy cũ. Thì bằng xe máy mình sẽ đút vào đây, đúng không? Bởi vì là mình sẽ bảo vệ cái bằng xe máy này phải kỹ hơn, bằng xe máy phải nên được bảo vệ kỹ nữa hơn bằng xe ô tô, bởi vì bằng xe máy thì là vĩnh viễn, các bạn không cần phải đổi nó nếu như các bạn bảo vệ tốt nó, đúng không? Đấy, còn cái bằng xe ô tô đấy thì các bạn chỉ dùng 5 năm thôi mà, đúng không? Nó có xước một tí, nó có gọi là méo hay là cong vênh một tí hay là như thế nào đó, nó xước sát hay là nó bẩn thỉu một tí thì cũng không đáng sợ, thì 5 năm sau chúng ta có thể thay đổi rồi, nhưng bằng xe máy chúng ta không thay đổi được. Thì đấy là cách các bạn giữ. Đây là hai cái bằng này thực ra giống hệt nhau về con số các thứ, nó chỉ khác nhau đó là hạng C và hạng A1 thôi, một cái thì 5 năm, một cái thì là vĩnh viễn thôi, không thời hạn thôi. Thì đây là cái này, và mình nói cho các bạn biết là cái này chỉ có 1,5 triệu thôi, cái này chỉ có 1,5 triệu, nhưng cái này là hơn 10 triệu rồi đấy. Thì hai cái nó giá trị nó khác nhau trong 5 tháng khác nhau. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì ước mong là các bạn sẽ học lý thuyết, học thi thực hành thật tốt và sẽ có được tấm bằng như mình. Cảm ơn các bạn đã xem cái mình, các bạn nhận được nó sẽ nhận được như này thôi, đúng không? Nhận được bằng nó sẽ hồ sơ gốc này, đây là hồ sơ gốc, các bạn phải giữ lại nhá, giữ hồ sơ gốc này, sau này đi đổi bằng là các bạn phải mang cái hồ sơ gốc này đi, nó sẽ dễ cho thủ tục hơn đấy. Các bạn mang bằng và mang hồ sơ gốc đi đấy, và hồ sơ gốc các bạn cất thật kỹ nhá, đừng để nhau nát, đừng để chuột cắn đấy, rồi là giữ lại và bằng nhá. Bằng thì có sử hạn sử dụng 5 năm, chính ra được 15 thì tốt hơn, nhưng 15 thì tuyệt vời hơn, mà thôi 5 năm thôi, để cho chúng ta được đi khám sức khỏe nhiều hơn nhá. Thì đấy là toàn bộ các cái gì mà đấy, ai bằng lái xe cũng nhận hồ sơ gốc và nhận bằng đấy, thì các bạn cũng sẽ được giống như là tôi nhá, các bạn cố gắng và thi học tốt nhá. Nộp chúc cho các bạn sẽ thành công trong việc thi vào học lái xe, và chúng ta sẽ giống nhau, đều sẽ có bằng giống nhau. Nếu bạn học B2, bạn nên học B2 thì sẽ bằng này sẽ được 15 nhé, 15. Bằng C thì chỉ được 5 năm thôi, vì hạng C là lái tải mà, lái hết tải cho nên là chỉ được 5 năm thôi. Theo kinh doanh vận tải chỉ được 5 năm, còn bạn học B2, bạn học B2 nhé, thì nó sẽ được 15, nó sẽ đỡ phải đi đổi nhiều. Đấy. Bạn chỉ cần đổi 5 lần là 55 là hết đời rồi, đúng không? Đấy. Mình đổi nhiều đấy, không sao. Và cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại các bạn đã xem hết video rồi nhé.